Hello, welcome back. Chúng ta sẽ chơi game Pyre Alien. Đây là con mình hành tinh chúng ta vừa dò được xong. Mày quét cái con khác nha. Rồi. Đây đây đây, cô bé này. Cô bé này là người ngoài hành tinh. Đây. Ô, sang sang màn mới rồi này. Chỗ này có một vài ba ông tội phạm. Bây giờ Alien nó đã cải trang thành cái tay này rồi. Chúng ta chuyển cảnh sang khu vực khác. Đuổi bắt nhau này. Đây đây đây, cái ông cảnh sát đấy. Chết chết chết. Còn bên này là ông cảnh sát đấy, là người máy tính. Chỗ này có ba ông. Ông nào đây? Đây, dò được cái ông này. Cái ông... Ông mặc vest này. Chỗ này đến chỗ trùng cuối rồi này. Hang động của chúng nó đây. Ủa, con này nó ra. Con này đây. Để mình sẽ giải cứu. Ui, đồng thế. Mười người. Một quân khoảng hơn 50 người nữa này. Tiếp tục nào. Chỗ này không có ai cả. À đây đây, ui con bot này. Nó lại cải trang thành cái cột này. Bắn cho phát nữa không bắn được. Không bắn chết được nó lại chuẩn đi rồi kia kìa. Chúng ta chuyển cảnh sang cái chỗ sân thượng đi. Đây 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 đây, như con chim này là người ngoài hành tinh đây. Con này nó vừa nhìn thấy xong rồi. Alien đây này. Là cái này đấy, con chim này đấy. Chim này đây này. Hết chưa, hết rồi. Rồi, chúng ta ra quầy bánh donut. Giời, không có ai. Cải trang thì cái anh này bị bết. Ở đây còn nữa này. Con này rơi từ trên cao cũng chết toay thôi. Nhưng mà mình vẫn phải bắn. Ta sẽ bắn dập liên tục. Ra công viên rồi. Công viên thì cho nó cải trang thành cái bụi cây này, này. Không có ai. Ở đây đây. Được một con này. Còn nữa đây.
Ui, nhanh quá, cháy mất rồi. Con nữa này. Alien đây. Chú. Ui. Chạy đâu chưa thoát. Chết chết chết, cái tình trạng người ngoài hành tinh lại xâm lấn vào trong cả bộ đội này, quân đội này. Đấy nhá, qua rồi. Đây, chúng ta sẽ vào xảo huyệt của cái bọn này. Ai rồi, chúng nó đang điều khiển máy này, nó quan sát cả trái đất luôn. Oh, cái con bot đấy. Bot. Ôi được chết rồi. Phải nhanh tay mà được, không nhanh tay nó bắn mình luôn. Còn đấy là bắn nhanh này. Đấy, bắn luôn. Ra cái bắn luôn. Ôi vẫn sống, còn khỏe thế. À, đây chính là quân Alien King viết hoa đấy. Thắng rồi, thắng rồi, thắng thắng rồi, chắc là hết màn rồi. Ồ, giải cứu này, cố nữa. Rồi, sắp hết game rồi, còn 40 người nữa là xong. Ô, cái màn này mới chơi rồi mà nhỉ. À, xem Alien là con nào đây. Ui, đây 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 đây, nó hóa trang thành cảnh sát luôn. Ủa sao chẳng có ma nào đây? Ở đây 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 đây, chúng nó nấu trong một bánh kem này. Có nước hết hết rồi. Win. Bắn rồi chết đi. Đây đây đây. Rồi chúng ta sẽ chơi đến màn cuối luôn. Alien đâu? Alien này. Úi rồi. Ui, đôi mắt này là sao mà lệch được. Bắn luôn. À, đây đây đây, cô bé này. Cô bé đeo mắt kính này. Rồi hết màn rồi, màn cuối, màn cuối ấy. Trụ sở chúng nó đây này. Chúng ta sẽ bắn dập dập bắn liên tục. Ui đây 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 đây. Ui. Đây đây.
con bot á, vua nữa. Ở đây 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 cô. Ui đông thế. Ủa con bot nó không không xuất hiện luôn. Rồi mình sẽ giải cứu nốt rồi, mình ta sẽ tạm biệt. Goodbye.